Đây, chào anh em, nay mình ra đây để bứt hai cái lá nghệ cứu về để rán trứng anh em ạ. Này, các bạn nhìn nghệ cứu nó mọc từng cả kín cả đường luôn này, nhưng mà bên này thì người ta không 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 hái. Ít nữa người ta cầm máy người đi cắt cho nó trọc hết nó lên cùng với cỏ già các thứ. Anh em mới làm về nay để chuyên nấu cơm, mình ra đây bứt mấy cái lá nghệ cứu về để rán trứng ăn. Chào anh em ạ. Konnichiwa. Konnichiwa. Đi đi. Sao ông kêu ông vậy? Đây có một ông kêu đồng chí kia đi rồi, còn lại mình thì đang ở đây vật lá đây. Này, coi thấy cái cây nó rất to, nó cao 40-50 phân. Này. Ông kia nhờ thằng cô em lấy quả bóng trên nhà, ông thằng cô cháu ông đã lên trên nhà bọn mình ở. Nên ông nhờ lấy. Rồi, các bạn nhìn cái lá này. Nó không không thơm được như bên người cứu bên mình các bạn. Mà cái lá nó to, cây nó to nhưng mà ăn nó cũng không không thơm được như người cứu bên mình. Trước bọn mình cũng có vặt vào để nấu cháo cá nheo một hôm, mà các bạn thấy cái video mình ở hôm nay đi, đi đi bắt cá nheo bị đêm ấy thì cũng có ăn một bữa rồi, nhưng mà nó cũng đắng, nhưng mà nó không kiểu vị nó như ở cái cứu bên mình, cảm giác nó không ngon ở bằng cái cứu bên mình được. Đấy, các bạn nhìn cái đường này là cỏ với hoa với các thứ, mùa xuân đến nó lên rất là nhiều. Đây người cứu lúc đầu mới nhìn anh em cứ cũng thấy giống, nhưng mà cứ nghĩ là chắc là không phải cứu đâu sao lên kiểu này. Nhưng mà giờ sau ấy thì anh em ra vặt ăn thử, ngửi thử thì đúng là mùi cứu thật. Thế là anh em bớt ăn luôn. Mình ăn luôn các bạn ạ. Trời, nhiều quá. Mình sẽ bớt một rổ này về để rán trứng. Cuối tuần sẽ đi kiếm con gà về để ăn lẩu gà với nghệ cứu luôn. Lâu quá mới được ăn món nghệ cứu ở Việt Nam mình, lâu lắm rồi không được ăn. Ai ngờ cứ tưởng về Việt Nam mới có cơ hội ăn lại, ai ngờ bên này cũng có ăn. Đây, mình đã hái một rổ nhỏ nhỏ như này về để ăn trứng thôi. Đây, quay cho các bạn thấy cái bờ cây nghệ cứu này. Dài đến tận đầu kia luôn. Cây cứ giữa là bên trên là bờ cây anh đào. Hôm nay thì nó mọc lá hết rồi. Có quả rồi, nào là để ăn quả anh đào thôi. Đấy. Đây các bạn nhìn thấy đây. Nó lên từng 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 bụi, từng khóm to này. Bây giờ tối quá nhỉ. Đấy, lên từng khóm to này mà. Bạn, đấy. Đấy. Thôi ok, mình đi vào để chế biến món này đây. Đây là cái nhà của mình ở đây. Đấy, nhà mình ở mùa xuân đến hoa nó hoa hoa nó nở nhiều. Mấy cây anh em trồng mấy cái rau nhưng mà cây chưa tốt thì hoa đã mọc như thế này rồi. Khiếp thật. Thôi mình đi vào nhà đây. Siêu cay và đây là món thịt lợn rừng luộc. Đấy, thì mình chuẩn bị chế biến đây. Nó nướng các bạn. Trứng rán lại cứu gà, gà rừng rán nướng siêu cay và thịt lợn luôn thịt lợn luộc. Mời anh em nhá. Vào đây.